Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 7 tháng 4 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.742 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 15 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Chỉ số USD Index đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần so với đồng tiền đối thủ, giúp vàng rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Theo Reuters, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ đỉnh 14 tháng xác lập vào tuần trước. Theo đó, giảm chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Dự báo về triển vọng của giá vàng, các nhà phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá kim loại quý này có thể rơi xuống mức là 1.650 đô la Mỹ. Nếu giá vàng tìm được đáy thì đó có thể là vào mùa xuân. Sau đó, ở dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi chậm lại, các quỹ sẽ bắt đầu tăng trở lại với vàng. Điều này có khả năng sẽ đưa vàng trở lại là 2.000 đô la Mỹ trên một ounce trong trung hạn. Trong dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đặt niềm tin vào vàng là một kênh đầu tư hấp dẫn khi lạm phát trên thế giới quay trở lại vì dòng tiền giá rẻ. Dù vậy, trước mắt sức cầu đối với mặt hàng này vẫn khá thấp. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước trong phiên giao dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức giá như sau. Quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email bamintap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!